nay là ngày Bồ Tát, ngày sám hối thông lệ. Mỗi tháng tối thiểu là 2 ngày sám hối, còn nếu mà tinh tấn thì 4 ngày trong một tháng sám hối. Sám hối nó rất là quan trọng, thưa chư vị. Sám hối là ăn năn cái lỗi đã làm và ngăn ngừa cái lỗi sắp tới. Thế thì thưa chư vị, ăn năn cái lỗi đã làm thì không phải là mỗi lần ta sám hối được cái lỗi nó hết. Đừng nghĩ như vậy. Có những thứ nó như bụi á, mà chúng ta lau chùi thì nó sạch. Nhưng mà có những thứ nó như là cái vết dơ, vết hằn á, lau chùi nó không sạch đâu. Thí dụ như bây giờ quý vị lấy cái đinh á, rồi quý vị đóng ở trong cái cột bằng gỗ, lấy cái đinh á, lấy cái búa đóng vào trong cái cột bằng gỗ, rồi sau khi đóng xong á, quý vị nhổ nó ra, tức là ta đã phạm lỗi á, ta phạm lỗi xong rồi ta sám hối, tức là ta nhổ cái đinh ra. Ta thấy cái đinh nhổ ra rồi, ta tưởng là hết. Có hết không quý vị? Ở trong cái gỗ nó còn có cái lỗ đó. Không cách gì mà quý vị giải quyết được cái tội lỗi của mình bằng sự sám hối đâu. Nó chỉ nhắc nhở cái tâm. Đây là sai, đây là trái. Ghi sợ tội lỗi, chớ có phạm nữa. Chứ không phải sám hối là hết. Không phải nói lại Phật từ bi, con xin tình tâm sám hối mà hết thôi, hết tội. Không có. Cái đinh mà đóng vào trong cái cây cột, khi nhổ ra rồi thì nó còn cái lỗ. Nó có hết đâu. Bây giờ quý vị có dùng keo tráp, nó cũng còn cái lỗ đấy. Và quý vị dùng cái bột gỗ mà quý vị tráp vào, nó cũng còn cái lỗ đấy. Tráp là để mình an tâm thôi. Tráng là để an tâm thôi, chứ không hết tội đâu. Không hết tội. Cái ông sư trẻ ở trong kinh có chép á, ông nói với ông sư già, ngài tụng kinh như chó sủa. Ông sư già mới cảnh giác, ông nói ông hãy sám hối đi, chứ còn tu hành mà ông nói vậy, ông sẽ tạo cái nghiệp vô cùng lớn. Cái ông sư trẻ ông biết liền, ông biết mình đã hớ rồi, mình đã phạm lỗi trầm trọng, mới sám hối với ông sư già. Bạch chư đại đức tăng, con xin thành tâm sám hối, con đã nói sai, con tạo nên khẩu nghiệp, mong ngài từ bi tha thứ cho con. Lần thứ nhất, lần thứ nhì, lần thứ ba. Thì dĩ nhiên ông sư già ông nói, thôi mà vấn đề ông phạm lỗi thì ông đã sám hối rồi, ta tha thứ cho ông và ông từ nay đừng phạm nữa. Tưởng là yên, không có đâu quý vị. Rủi cho cái ông sư dạy trẻ, rủi vô cùng rủi. Mà rồi cũng là có cái may giờ chót. Rủi là như thế này, cái ông sư già, ông sắp chứng thánh rồi, ông đang tu thanh tịnh. Mà ông sư thanh tịnh thì cái phước ông lớn, mà bây giờ nó nói một câu đó, bị dính liền. 500 kiếp làm chó. Nói ông sư già, ông tụng kinh như chó sủa, 500 kiếp làm chó, để sủa. Khi cái chữ sủa nó đi vào trong cái tâm thức, nó giống như là cái mực đen mà nó vẫy vào trong áo rồi, giặt không nổi. Sám hối cũng hết, 500 kiếp làm chó. Đấy. Tới kiếp cuối cùng, sẽ làm con chó nhỏ xinh xắn, mà nó đói quá, nó đi ăn bụng. Bị ta chặt chân, chặt bốn chân rồi nó bỏ vào trong cái lỗ đất để chờ chết. Nó đau đớn vô cùng, nó khổ vô cùng. Ngài Xá Lợi Phất đang ngồi thiền đó, ngài thấy ngài động tâm thương nó, ngài mới đem bình bát lại, ngài cho nó ăn múc tí cơm đi khất thực đó. Ngài ăn xong, ngài cho nó từng miếng. Nó ăn xong rồi, nó hết đói rồi, cái ngày mới bắt đầu thuyết pháp cho nó về vô thường, về khổ.
và nó chết. Và khi chết vì nó được vị thánh tăng cho ăn, cho nên sanh tâm hoan hỷ và được nghe pháp, cho nên sanh hoan hỷ và tin sâu tam bảo. Hoan hỷ và tin sâu tam bảo giúp cho nó đầu thai trở lại làm người hết kiếp đó. Và năm 7 tuổi đi theo ngày Xá Lợi Phất, có 6 tháng sau mới chứng A-la-hán luôn. Tại vì khổ 500 kiếp rồi, biết cái khổ rồi, nếm mùi rồi, rồi lại được gặp vị thánh tăng cho ăn thuyết pháp nữa. Cho nên đi tới 7 tuổi đi theo đức ngài Xá Lợi Phất đi ngang, chú ra chú nắm áo nhất định con đi theo tu với ông thầy này, cha mẹ cản không được. Và ngài đi chỉ có 6 tháng ngài chứng A-la-hán. Thế thì bài học nói cho chúng ta biết, sám hối không hết tội đâu. Cho nên người tu Phật đừng phạm lỗi, đừng phạm thì khỏi sám. Sám nó nhẹ nhưng mà nó không hết. Tội nhẹ nhẹ, thí dụ như là bụi á, mà nó dính trên mặt bàn thì quý vị lấy cái khăn quý vị lau nó sạch. Nhưng mà nếu người ta lấy mực á, mực đen mà nó vẩy vào trong áo á, cả hàng chục đốm, giặt bao lâu mới hết quý vị? 10 lần, 20 lần mà phải biết cách giặt nữa, phải có đúng thuốc nữa nó mới hết. Tức là ta phải tu tứ niệm xứ thân thọ tâm pháp, tu miên mật cho tới khi nào chứng được vào Tứ Đạo Hoàn. Mà chứng Tứ Đạo Hoàn là cái gì? Là phá bỏ bản ngã. Tôi là, tôi đã là, tôi đang là, tôi muốn tôi là. Cái ngã nó lừa gạt mình đó. Tôi đã là, tôi tu giỏi. Đấy, hồi nãy sư nói quý vị biết đó. Chỉ nói có một câu thôi mà 500 kiếp làm chó. Cho tới khi chui vào hòm mới biết mình tu được hay không. Chứ có những người bà, rồi có những người đàn anh đi trước nữa, có 20-30 cái trung tâm thiền viện trên khắp thế giới nổi tiếng là thiền sư, đạo hạnh vô cùng. Và nhiều lúc sư cũng phải vấn đạo hỏi ông nữa, có những điều sư biết, tại vì mình cái pháp hành của mình chưa tới cái mức đó. Thường thường mình phải đi hỏi ông. Vậy mà 40 mấy hạ rồi, xả y xả giới đi lấy vợ ở tuổi 60 mấy, sáu mấy rồi gần đất xa trời rồi phải không quý vị? Cho nên đừng tưởng là mình gần đất xa trời rồi mình hết dâm. Khi cái duyên nó trổ ra rồi, đó ông nói, mẹ dính rồi thì gỡ ông ra. Mực mà nó dính vào trong áo rồi đó, giặt cả chục lần chưa sạch. Cho nên á, cái phương pháp tốt nhất, đừng dính, đừng tạo nghiệp, đừng tạo lỗi, sám hối không hết đâu. Đừng nghe những lời phỉnh gạt đấy, sám là hết. Cho khi nào chứng thánh đó, nó mới hết. Chưa chứng thánh là không hết. Mà chứng A-la-hán cũng phải trả nghiệp nữa. Quý vị còn nhớ ngày Mục Kiền Liên không? Đại đệ tử của Đức Phật đó, có thần thông bay lên trời xuống dưới đất rồi biến hóa đủ thứ. Mà khi chết thì thê thảm lắm quý vị, bị băm nát thây. Và quý vị biết chặt da mà chặt nát thây đau đớn vô cùng. Quý vị tưởng tượng đi, nếu chúng ta không tu khi chúng ta chết, nó cũng y như vậy à. Dẫu là chết toàn thân đi chăng nữa, nó cũng đau đớn từng tế bào. Tại sao vậy? Tại vì trong đời sống hàng ngày chúng ta đang vay mượn những cái tế bào đó để chúng ta sống. Mỗi lần chúng ta sân, chúng ta giết 3 triệu tế bào não. Mỗi lần chúng ta ăn nhiều, chúng ta giết cả hàng triệu tế bào ở trong bao tử. Không ích lợi gì đâu. Chúng ta ngủ nhiều là chúng ta giết tế bào thận.
Đấy. Cho nên trong đời sống hàng ngày, các hành xử của mình đều có gây tổn hại trên những tế bào trên cơ thể. Thí dụ một người 50 kg, nói chung chung vậy đó, 50 kg, thì trong con người ấy có 500 tỷ tế bào, 500 tỷ cái sinh linh nó sống ở trong cái thân của mình này, không phải của mình đâu. Cho nên cái pháp ăn uống ngủ nghỉ của mình mà không có tiết chế, mà không có hiểu biết, chạy theo cảm xúc, là mình đã sát sanh, mình đã tổn hại các tế bào ấy, mình đã gây oan trái với các tế bào ấy. Thì tới lúc mình chết, biết nó làm cho mình đau đớn, nó làm cho mình sân hận, để rồi mình vào giờ đó mình đi địa ngục. Cho nên mình tiết chế trong đời sống ăn uống, tiết chế trong cái nói, tiết chế trong sự suy nghĩ, đó mới là sám hối đó. Sám hối là không làm nữa, chứ không phải ăn năn đã việc đã làm. Quý vị lấy cái đinh mà đóng vào cột rồi nhổ ra nó cũng còn cái lỗ, lấy kèo trét nó cũng còn cái lỗ bên trong, mà lấy bột gỗ mà trám lại nó cũng còn cái lỗ bên trong, không cách gì mà nó hoàn lại như cũ. Có nghĩa là khi quả nó chín người ta sợ, nhưng mà khi làm người ta không sợ. Người ta tích tạo cái nhân bất thiện, người ta không sợ quả bất thiện. Thế sám hối có ích lợi gì không? Không. Sám hối để cho cái tâm nó an thôi, tự mình trấn an mình. Tôi đã sám hối, tôi đã sám hối, tôi đã sám hối, mai tôi làm nữa, mốt tôi làm nữa, tôi đã sám hối, mai tôi sanh nữa, mốt tôi sanh nữa. Như vậy thì kính thưa đại chúng, sám hối có lợi gì không? Không có lợi gì đấy. Sám hối phải đi với tinh tấn, ăn năn cái lỗi đã làm, ngăn ngừa cái lỗi sắp tới, luôn làm các việc thiện nhỏ nhất cũng phải làm, luôn tránh các việc ác, cái việc ác nhỏ nhất cũng phải bỏ. Ví dụ quý vị đốt rác thôi, mà nếu quý vị không cẩn thận, biết bao nhiêu côn trùng ở dưới cái đống rác nó chết vì cháy nóng. Cho nên nó chư tăng thường thường á, người ta kiếm cái thùng á, người ta đổ rác rồi đó người ta đốt, người ta không dám đốt dưới đất, là tại vì lỡ dưới đất có côn trùng nó chết nó hoang trái. Đừng nói con vô tình, con không biết thì cũng có lỗi, cũng sát sanh. Cho nên phải cẩn mật trong từng đời sống, ăn uống ngủ nghỉ đi đứng đều phải cẩn thận. Đấy. Xin quý vị hoan hỷ nhớ cho. Sám hối không hết tội đâu. Bụi nhỏ nhỏ thì nó hết thiệt. Tức là cái lỗi nhỏ nhỏ thôi. Còn cái lỗi mà lỗi trọng là nó đi sâu vào, giống như cái đinh đóng vào trong cột rồi đó. Sám hối không hết tội. Một cách để mà hết tội là cái gì quý vị biết không? Ráng tu đi để chứng tu đầu hoàn. Tức là mình chạy, thay vì cái nghiệp, cái tội nó đi xe đạp, mình chạy xe gắn máy, mình chạy nhanh lên nó rủi mình không kịp. Có vậy thôi, chứ còn ngoài ra không sám hối không hết đâu. Nó theo mình đó. Nói có một câu á, ngày tụng kinh như chó sủa mà 500 kiếp làm chó. Cho nên cố gắng thâu thúc sáu căn, đừng nói, đừng nghe, đừng nhìn, đừng vọng tưởng điên đảo. Chúng ta đều là phàm hết, kể cả tu sĩ cũng là phàm thôi, chưa chứng thánh là phàm hết. Mẹ còn phàm thì còn phạm lỗi, phạm lỗi nữa cái ăn, cái ngủ, cái đi, cái đứng, cái suy nghĩ bất thiện là thường xảy ra lắm thưa chư vị. Tôi muốn tôi làm cái này, tôi muốn tôi làm cái kia, tôi không làm được thì tôi buồn phiền. Đấy, tất cả những cái đấy đều xảy ra hàng ngày. Tôi muốn ăn mà không có đồ ăn. Tôi muốn ngủ, mệt quá tôi muốn ngủ mà không có chỗ nào để ngủ. Tất cả đều buồn phiền.
Mặc một cái nho nhỏ trong thân thôi. Tới lúc nó cần đi toilet mà kiếm cái chỗ đi toilet không có, thì lúc bây giờ cái gì nó xót sinh trong tâm quý vị? Tâm sân. Kinh khủng lắm quý vị. Chừng nào mình biết cái thân này là giả, cái thân này nó đương nhiên nó phải cần đi toilet, thì toilet lúc nào cũng được. Tự nhiên mình quán niệm vào thân thọ tâm pháp, thở ra thở vào. Còn lúc bây giờ mình thấy khó chịu rồi mình đi kiếm toilet nó lại không có nữa, cái mình cảm thấy bực bội ngay cái chỗ đó mà không có nhận biết rằng tôi đang bực bội, tức là tôi đang sân đó, thì vô ích, sám hối vô ích. Tại ta đang nghiệp tạo nghiệp bất thiện ngay nơi thân đó. Đơn giản nhỏ nhỏ vậy thôi, để cho quý vị thấy trong đời sống hàng ngày tu tập ta phải nhận thức được cái bản thân, sử dụng cái bản thân như thế nào, cái bản ngã như thế nào. Còn không có, ta cứ thiết lập cái bản ngã rồi hối hận về những việc mình đã làm, hối hận không giải quyết được. Cái nghiệp đã làm rồi nó giống như là cái người đang lái xe đạp nó đuổi theo mình, mình đi bộ chắc chắn nó bắt dính mình rồi. Chỉ trừ mình đi bằng xe máy, hoặc là nếu ngon hơn nữa có phước đức đi bằng máy bay, tức là chứng A-la-hán. Chứng A-la-hán là ví như là đi trên máy bay mà cái đứa dưới nó đạp xe đạp nó rực mình không nổi, cái bay bay cái vù lên trên trời rồi, chứng A-la-hán này mà hết. Cho nên xin đạo hữu cố gắng tu tập, ít nhất phải được sơ quả, đảm bảo cho kiếp lai sinh còn sanh lại thì cũng được làm người để tiếp tục tu học. Mà muốn làm sơ quả thì phá được bản ngã, Đức Phật dạy. Phá được bản ngã, phá được hoài nghi, phá được giới cấm thủ. Ba cái đó trầm trọng lắm. Bản ngã, tôi đã là, tôi có kiến thức, tôi học giỏi, tôi thông minh, tôi làm được và tôi sẽ là. Đó là cái bản ngã nó phát sinh. Đó là nó vọng tưởng, nó không có cái gì hết. Nghi, nghi tam bảo. Không tin nơi tam bảo. Tin tuyệt đối thì Phật nó xả đi, buông đi thì ta buông. Đừng có chấp thủ. Đừng nói ông kia đúng, bà kia sai, tạo nên định kiến, gây quan trái với nhau. Giới cấm thủ là cái thứ ba. Những cái gì thuộc về nghi lễ rườm rà, không dẫn tới sự thanh tịnh thì đó là giới cấm thủ. Hồi thời Phật á, Phật không có cầm cái chậu, cái xô nước, rồi cái kiếm mấy cái lá, lá cây rừng á, một nhúm lá cây rồi nhúng vào trong cái chậu nước rồi đi vậy 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 vậy. Phật không có làm chuyện đó. Nhưng mà bây giờ bên Miến nè, bên Thái Lan nè, các vị sư cũng vậy, đi vòng 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 cầm cái một nhúm lá nhúng vào trong cái chậu á, đi vẫy lung tung hết cho mọi người được mát mẻ. Thì thôi, cái đó là để cho người ta khởi tín tâm nơi tam bảo, nhưng mà cẩn thận, cái đó rất là giới cấm thủ. Nếu quý vị Phật tử mà nghĩ rằng cái nước đó, nó giải trừ tội lỗi, nó làm cho thanh tịnh, đúng là vô minh. Trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy, tự các ngươi làm các ngươi ô nhiễm, tự các ngươi làm các ngươi thanh tịnh. Không thể có nước sông Hằng hay là nước gì mà có thể rửa sạch cái tội lỗi của ngươi hết. Cho nên nếu nghĩ rằng ông sư đó ông cầm cái chậu nước rồi ông vẫy 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 vậy là nó thanh tịnh, là chúng ta đang mù giáo pháp.